Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ai góp những tốc cần Ethereum là ETH miễn phí nha các bạn, nền tảng blockchain mới nha các bạn. Rồi bạn tiếp rồi đi mình tả bằng nước ta sao con bot em ngu vậy ta, cho thông cảm nghe, đứng mạng chút xíu. Rồi nó hiện ra nè các bạn ơi. Khi tham gia các bạn nhận được 0.1 10.000 tốc càng 5 U Ethereum. Nó sẽ có 10.000 Ether nó phân phát cho tất cả các bạn nha các bạn. Đầu tiên các bạn click vào phần link mô tả mình và làm theo mình. Rồi các bạn bấm vào nút Telegram nha các bạn. Rồi khi các bạn đăng ký các bạn nhận được 0.01 ETH các bạn. Etherscan.io. Rồi các bạn join vào kênh Etherscan nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại cái username theo word của mình nha các bạn. Các bạn vào setting theo word mình. Vào trang cá nhân, vào trang cá nhân, vào setting mà cập nhật username @anh 0329931577 0329931577 mà gửi các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút Mayfair Wallet nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ EC20 của mình vô, các bạn qua bên dí chút Wallet MetaMask miễn nền tảng EC20 nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Các bạn sao chép đó nha. Rồi các bạn qua bên Telegram các bạn dán vào. Rồi complete. Rồi các bạn bấm balance. Withdraw form thôi. Rồi khi rồi mình đã nhận được 0.01 ETH nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút Enter Get Link. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi lượt ghép các bạn nhận 0.05 ETH nha các bạn. Ngày 13, 14, 15, 16, 17 ngày đu top. Rồi các bạn bấm vào đu top là những người đu top nữa các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Video tốc cần sau khi các bạn tiến ghép vậy tốc cần nó sẽ trả về cho ví tự động ví chút của mình nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Nếu có thông tin gì còn ngày thì mình sẽ cập nhật video tiếp theo. Vậy bây giờ chào tạm biệt tất cả các bạn.